Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Ông Guterres sẽ thay thế Tổng thư ký sắp mãn nhiệm Ban Ki-moon, trở thành người lãnh đạo thứ 9 của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Một chương mới trong lịch sử Liên Hợp Quốc. Trong một phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở chính ở thành phố New York, Mỹ vào ngày hôm nay, tân Tổng thư ký Antonio Guterres sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức. Theo dự kiến, ông Guterres sẽ có bài phát biểu vạch ra kế hoạch cho những vấn đề toàn cầu hiện nay, cũng như là việc cải tổ Liên Hợp Quốc. Vào lúc này, chúng ta hết sức cần tới hai điều: sự lãnh đạo và các giá trị. Giá trị là thứ mà mọi xã hội vốn đang đi theo hướng đa sắc tộc, đa tôn giáo và đa văn hóa cần có để thúc đẩy sự thu nhận và gắn kết, để giúp mọi người nhận thấy là họ gắn với giá trị đa dạng, cũng như để đương đầu và đánh bại chủ nghĩa dân túy chính trị, bài ngoại, phân biệt chủng tộc và bạo lực cực đoan. Và tôi tin đây là các giá trị mà tôi đã phục vụ suốt cuộc đời tôi cho đến giờ. Ông Antonio Guterres, 67 tuổi, là một chính trị gia dày dặn kinh nghiệm của Bồ Đào Nha. Khi mới 43 tuổi, ông đã được chọn làm lãnh đạo đảng xã hội, rồi trở thành Thủ tướng Bồ Đào Nha 3 năm sau đó. Trong 8 năm giữ cương vị Thủ tướng, ông Guterres được đánh giá có nhiều đóng góp vào công cuộc cải tổ hệ thống tài chính của Bồ Đào Nha và đưa nước này gia nhập khối đồng tiền chung châu Âu. Quãng thời gian đứng đầu cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn từ năm 2005 đến năm 2015 có lẽ là thời điểm ông được biết đến nhiều nhất vì đã góp phần quan trọng giải quyết những cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới, bao gồm ở Syria, Afghanistan và Iraq. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sắp mãn nhiệm Ban Ki-moon đã ca ngợi ông Antonio Guterres là sự lựa chọn tuyệt vời để kế nhiệm ông. Hiện chúng tôi đang kết nối với phóng viên Lê Tuyển, thường trú đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Anh Lê Tuyển, những thách thức mà tân Tổng thư ký sẽ phải giải quyết trong nhiệm kỳ mới đó là gì ạ? Vâng, thưa anh Tuấn Dương, cái khó của vị tân Tổng thư ký là làm thế nào để vừa phải tìm cách giải quyết rất nhiều những cái vấn đề lớn của Liên Hợp Quốc hiện nay, vừa phải làm tốt những cái công việc ưu tiên đã đặt ra. Vấn đề lớn của Liên Hợp Quốc hiện nay là làm thế nào để giải quyết những cuộc khủng hoảng chính trị và tị nạn tại Trung Đông, nghĩa là cũng như là cái cuộc khủng bố đang bùng phát. Còn vấn đề đặt ưu tiên đó là làm thế nào để 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc cùng hướng tới đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới năm 2030. Nhưng nếu Liên Hợp Quốc đang cần một người có hiểu biết và nhiệt huyết xử lý các vấn đề tị nạn và chính trị của Trung Đông thì có lẽ không ai thay thế được ông Guterres. Bởi vì ông đã có cái vai trò là người đứng đầu cao ủy về người tị nạn của Liên Hợp Quốc suốt 10 năm qua và cũng mới chỉ nghỉ hưu vào năm ngoái thôi. Thêm yếu tố là quan nữa về ông Guterres, đó là chính là việc là ông đã được 5 nước lớn, đó là 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đều đang rất ủng hộ. Anh Tuấn Dương. Vâng, vậy thì tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ có cách tiếp cận nào để giải quyết những vấn đề này thưa anh? Ngay khi biết kết quả của bầu chọn vào cuối tháng 10 vừa qua thì ông Guterres đã tuyên bố là sẽ tiếp tục làm việc hết mình vì những người dễ bị tổn thương nhất, đó là những cái nạn nhân về chiến tranh, xung đột, khủng bố và bất công bằng cũng như là nghèo đói. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi ông chọn cách đặt trọng tâm công việc mới và những cái lĩnh vực mà ông có kinh nghiệm tốt nhất. Cách tiếp cận vấn đề như vậy được giới phân tích đánh giá là khôn khéo của ông Guterres. Ông chọn cách tiếp cận giải quyết vấn đề theo cách là cái gì nóng nhất, cần kíp nhất là tháo gỡ trước. Nhưng bên cạnh đó thì ông cũng sẽ phải đặt ra những cái trọng tâm mang tính dài hơi hơn, như là việc là cải tổ lại cái bộ máy của Liên Hợp Quốc để hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn. Đó còn là thúc đẩy 193 nước thành viên cùng thực hiện cái mục tiêu phát triển bền vững đang ở cái giai đoạn khởi đầu. Anh Tuấn Dương. Dạ vâng, rất là cảm ơn phóng viên Lê Tuyển với những thông tin vừa rồi. Như vậy là nhiều nhiệm vụ khó khăn và cả kỳ vọng đang được đặt lên vai của tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Về phần mình thì tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã bày tỏ là cam kết sẽ phụng sự tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc bằng thái độ công tâm và giải quyết mọi khó khăn bằng cách tiếp cận khiêm nhường. Với lời của tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ được cụ thể hóa bằng hành động bắt đầu từ nhiệm kỳ mới của ông vào ngày 1 tháng 1 năm 2017.